tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên liên trường tháng 2 năm 2023, chiều ngày 24 tháng 2 tại trường mầm non Đức Lĩnh điểm 2, ban tổ chức cụm 2 đã tổ chức buổi tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các trường mầm non cụm 2 gồm mầm non Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang và An Phú, tham dự có chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện. Buổi chuyên đề diễn ra với sự học tập nghiêm túc, trao đổi, thảo luận nhiệt tình sôi nổi của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các trường qua dự giờ hai hoạt động của giáo viên trường mầm non Đức Lĩnh. Hoạt động 1. Tạo hình đề tài, những chú cá ngộ nghĩnh, lồng ghép STEM 4 tuổi. Hoạt động 2. Làm quen với toán, đề tài, sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng, lồng ghép STEM 5 tuổi. Qua các hoạt động học, các trò chơi, trẻ rất tháo hức tham gia, làm quen với toán, nắm vững quy tắc sắp xếp và thông qua phương pháp STEM, trẻ có thể thiết kế, chế tạo từ những nguyên vật liệu gần gũi để làm nên những đồ chơi ngộ nghĩnh. Thông qua buổi chuyên đề giúp cho cán bộ giáo viên các trường mầm non cụm 2 trang bị thêm nhiều kiến thức, nhiều ý tưởng mới sáng tạo, hấp dẫn, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại các khối lớp, qua đó kịp thời cải tiến tiếp cận các phương pháp mới, đồng thời củng cố bổ sung những phần kiến thức kỹ năng sư phạm còn hạn chế. Đây cũng là dịp để cán bộ giáo viên các trường mầm non trong cụm được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, đặc biệt là thực hiện dự án hoạt động trải nghiệm chương trình giáo dục STEM.